Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Mời quý vị theo dõi những nội dung chính sau đây. Đẩy nhanh tiến độ dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch. 11 trên 70 vụ vi phạm xây dựng công trình trên hành lang đê và bãi sông, huyện Kiến Thụy cần tích cực vào cuộc rà soát xử lý các trường hợp vi phạm. Ra mắt bộ phim tài liệu Tiên Lãng Miền Đất Sáng do Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sản xuất. Bộ phim là sản phẩm đầu tư mạnh mẽ và chất lượng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của ngành giáo dục đào tạo quận trong năm học vừa qua, đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đề nghị trong năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng cần tiếp tục đổi mới, có những bước đi mang tính đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ đề của năm học 2023-2024. Năm học vừa qua, quận Hồng Bàng tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học với tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông đạt hơn 87%, tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên 14 quận huyện. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ở vị trí top đầu thành phố, đội ngũ cán bộ quản lý đồng bộ về cơ cấu, trình độ đạt trên chuẩn cao, là quận đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục, kết nối cơ sở dữ liệu ngành giáo dục quận với trung tâm điều hành IOC. Trong năm 2022, quận đã hoàn thành xây dựng 2 trường chuẩn quốc gia. Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua được biểu dương, khen thưởng. Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi Thành phố tổ chức biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Công tác Người Cao Tuổi thành phố. 5 năm qua, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, người cao tuổi thành phố làm kinh tế giỏi đạt nhiều kết quả tích cực. Trên 95.000 người cao tuổi có sức khỏe và điều kiện trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, tạo việc làm cho trên 23.000 lao động. 3.655 người cao tuổi được các cấp hội, đoàn thể vinh danh làm kinh tế giỏi. Ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tổ chức và người cao tuổi các cấp thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, lồng ghép các phong trào tuổi cao gương sáng, nêu gương sáng xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành gắn với cuộc vận động, các phong trào và chương trình phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Nhân dịp này, nhiều cá nhân được Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Người Cao Tuổi thành phố biểu dương khen thưởng vì thành tích làm kinh tế giỏi, nêu gương sáng trong giai đoạn 2018-2023. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Dự hội nghị có đồng chí Lã Thanh Tân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Sau 24 năm có hiệu lực, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có sự chi phối tác động sâu sắc đến tâm tư, nguyện vọng và đời sống của đội ngũ sĩ quan. Việc tổ chức tổng kết đánh giá và tham mưu đề xuất điều chỉnh sửa đổi luật trên và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với thực tiễn đã tạo động lực giúp cho đội ngũ sĩ quan yên tâm gắn bó lâu dài với quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ sĩ quan trong Bộ đội Biên phòng thành phố được yêu cầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Hội nghị gặp gỡ đối thoại của Thường trực Thành ủy với doanh nghiệp năm 2023 sẽ được tổ chức vào 8 giờ sáng thứ Bảy tuần này, ngày 19 tháng 8 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành đang tích cực chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để hội nghị diễn ra thành công, mang lại hiệu quả thiết thực với cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, Văn phòng Thành ủy đã tiếp nhận hơn 120 kiến nghị đề xuất của hơn 100 doanh nghiệp. Bên cạnh các nội dung vấn đề vướng mắc chung được đại diện các sở ngành trả lời trực tiếp tại hội nghị, các kiến nghị khác sẽ được trả lời và tổng hợp đầy đủ qua mã QR cung cấp tại hội nghị. Đến thời điểm này, đã có hơn 600 doanh nghiệp đăng ký tham gia hội nghị. Các khâu hậu cần, tổ chức đang được tích cực hoàn thiện.
hội nghị đối thoại nhằm giải đáp những khó khăn vướng mắc trong đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước hoạt động trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành địa phương trong chỉ đạo, tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dịp để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm của mình với sự phát triển chung của thành phố. Với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ, được các nhà thầu xác định là công trình trọng điểm chỉnh trang đô thị của thành phố. Thời điểm này, trên công trường, nhà thầu đang tập trung thi công đoạn tuyến từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ, bảo đảm tiến độ đề ra. Đến nay, các nhà thầu đang san lấp mặt bằng, xử lý móng dọc tuyến sông, đã đóng 786 trên 804 cọc, trong đó hoàn thành 100% cọc kè tuyến sông Tam Bạc. Các nhà thầu cũng đã thi công hơn 2.000 trên 3.847 cọc xi măng đất, đạt hơn 52%. Dự án này thì phụ thuộc vào cái con nước và thủy triều. Thì anh em công trường cũng như là phía công ty là tập trung về nhân lực. Trong thời gian tới sẽ cố gắng là đẩy mạnh các cái công việc mà nó liên quan đến con nước ở phía dưới, ví dụ như thả rọ đá hay thì chúng tôi sẽ tập trung vào những lúc mà con nước thấp, sẽ tập trung trong khoảng hơn một tháng tới là sẽ hoàn thành cái phần rọ đá phía ngoài sông. Các nhà thầu cũng đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cấp nước, thoát nước thải, thông tin liên lạc tuyến đoạn từ đường Cù Chính Lan đến nút giao giữa đường Bến Bính và đường ven sông Cấm. Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ sẽ triển khai xây dựng tuyến kè dọc sông Tam Bạc và sông Cấm với chiều dài 819 m. Dự án hoàn thành sẽ có phần nâng cao khả năng kết nối, hoàn thiện hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị của quận Hồng Bàng nói riêng và thành phố nói chung, góp phần xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh, hiện đại. Là địa phương có diện tích gieo cấy lúa lớn nhất thành phố, thời gian qua, huyện Vĩnh Bảo phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động bà con nông dân bám sát đồng ruộng, thực hiện các biện pháp chăm sóc cây lúa. Nhờ đó, các diện tích lúa mùa của huyện bảo đảm phát triển thuận lợi, sinh trưởng tốt. Năm nay, huyện gieo cấy gần 9.000 ha lúa vụ mùa. Nhờ thời tiết đầu vụ khá thuận lợi nên các diện tích lúa sinh trưởng phát triển tốt. Hiện đa số lúa trên địa bàn đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, chuyển sang phân hóa đồng. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng lúa cả vụ. Qua kiểm tra, bám sát tình hình phát triển của cây lúa, địa phương đã kịp thời chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục phun phòng trừ những diện tích bị sinh vật gây hại như dày lưng trắng, lùn sọc đen. Trong thời gian qua thì cơ quan chuyên môn, đặc biệt là anh em của trạm Khuyến Đông Vĩnh Bảo cũng đã tích cực bám sát đồng ruộng rồi hướng dẫn nông dân tập trung một số biện pháp là xử lý phun trừ, thông báo cho bà con nông dân xử lý phun trừ cái dày lưng trắng và khuyến cáo nông dân một số biện pháp để hướng dẫn để tiêu hủy những cái cây lúa đã bị nhiễm bệnh. Trong thời gian tới thì anh em cũng đang tập trung cao cho việc mà điều tra phát hiện cái theo dõi phát dục của cái sâu cuốn lá nhỏ. Thì đến thời điểm này thì đối với sâu cuốn nhỏ trưởng thành bắt đầu là vũ hóa. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, khuyến cáo bà con nông dân chủ động thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, thực hiện bón thúc cho lúa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc nông dân tập trung diệt chuột trên diện rộng, góp phần bảo vệ diện tích và năng suất lúa vụ mùa. Trong phần tiếp theo của chương trình, 11 trên 70 vụ vi phạm xây dựng công trình trên hành lang đê và bãi sông. Huyện Kiến Thụy cần tích cực vào cuộc rà soát xử lý các trường hợp vi phạm. Ra mắt bộ phim tài liệu Tiên Lãng Miền Đất Sáng do Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng sản xuất. Bộ phim là sản phẩm đầu tư mạnh mẽ, chất lượng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố phát sinh 70 vụ vi phạm xây dựng công trình trên hành lang đê và bãi sông. Trong đó, riêng huyện Kiến Thụy có 11 trường hợp. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền địa phương đang tích cực vào cuộc rà soát xử lý các trường hợp vi phạm. Vào những năm 90, gia đình ông Nguyễn Văn Thụy, xã Ngũ Phúc thuê hơn 3 sào đất gần tuyến đê tả sông Văn Úc để nuôi thủy sản và gia cầm. Quá trình phát triển kinh tế, gia đình ông đã xây kho chứa thức ăn, trong đó một phần nằm trong chỉ giới hành lang đê.
Sau khi được tuyên truyền, gia đình ông Thụy đã tự nguyện tháo dỡ tài sản trên diện tích đất vi phạm. Gia đình cũng có chăn nuôi thì cũng có làm nhờ tạm bợ lên cái lều để chứa cám. Thế mà sau cái chủ trương của xã, gia đình nhà tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Gia đình nhà tôi hôm sau về cũng tự coi như là mượn người tháo dỡ luôn. Chính quyền địa phương cương quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm mới mà nhất thiết là không cho phép vi phạm mới trong thời gian từ nay về trở về sau. Ông Thụy là một trong 6 hộ dân có vi phạm hành lang bảo vệ đê đã khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu trên địa bàn huyện Kiến Thụy. 5 trường hợp còn lại, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động trên cơ sở giải quyết thấu đáo từng trường hợp cụ thể, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo cho các xã là tiếp tục là rà soát và xác định lại các cái vị trí cắm mốc để tuyên truyền vận động, và hai là người dân biết được cái mốc giới đê đến đâu và cái phạm vi người sử dụng được sử dụng đến đâu. Thời gian tới, bám sát chỉ đạo của thành phố và của ngành nông nghiệp, huyện Kiến Thụy tiếp tục xử lý các trường hợp vi phạm còn lại, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về đê điều, góp phần bảo đảm an toàn hành lang đê gắn với công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh những mong muốn của các hộ dân sống trong chung cư cũ xuống cấp về việc cần phải được sửa chữa cải tạo nhà ở để bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, từ đầu năm đến nay, chưa có một trường hợp nào được triển khai sửa chữa, khiến cho người dân vẫn phải sống trong sự nơm nớp lo sợ. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh do người dân sống tại chung cư D74 Nam Pháp, quận Ngô Quyền ghi lại. Từ tháng 7 tới nay, đã có ít nhất 3 lần những mảng lớn vữa trần rơi xuống. Tuy không gây thương vong về người, nhưng đã khiến các hộ dân nơi đây luôn thấp thỏm trong lo sợ. Hiện tượng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Thời gian vừa qua mưa nhiều, vữa rơi nhiều, mà cái nhà này nó xuống cấp, nó xây dựng cách đây khoảng 40 năm. Thế nên là bây giờ nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại đây và rất là lo. Hàng ngày nói chung là cũng nước không biết là nó rơi lúc nào vào người mình hay hoặc là xảy ra những cái việc gì. Thế nên là cũng mong các ban ngành, các cấp có liên quan coi như là chú ý và quan tâm đến cuộc sống cũng như là mọi người dân tại khu dân cư này. Cũng ở nhiều năm trong căn hộ do nhà nước quản lý, chứng kiến công trình ngày càng xuống cấp, bà Cao Thị Hồng Thơm ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền luôn lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Tôi ở trong nhà này, tôi sống có một mình. Mỗi một lần mưa bão thì tôi chỉ sợ đổ sập xuống, thì người có làm sao thì hàng xóm người ta không vào được. Cho nên cái cửa ra vào không dám khóa, chỉ dám buộc dây thôi. Có vấn đề gì thì hàng xóm người ta còn cắt dây, người ta còn vào được. Cũng trong tình trạng tương tự, các hộ dân sống trong khu nhà do nhà nước quản lý đã nhiều lần kiến nghị về việc được cải tạo, sửa chữa nhà ở xuống cấp, nhưng chưa biết đến bao giờ mới được giải quyết. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, từ đầu năm đến nay công ty đã tiếp nhận hơn 100 kiến nghị của người dân yêu cầu sửa chữa nhà ở và đã rà soát hiện trạng, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng triển khai theo quy định. Bởi từ năm nay, việc sửa chữa nhà ở thuộc quản lý nhà nước do Sở Xây dựng thực hiện. Từ đầu năm thì đến ngày 26 tháng 6 chúng tôi đã làm một cái tổng hợp, đợt 1 là gồm có 72 cái kiến nghị của các hộ dân. Và từ ngày 26 tháng 6 đến ngày hôm nay là ngày 16 tháng 8 là đã có khoảng, tiếp theo đó là khoảng độ 30 cái kiến nghị của các hộ dân mà chúng tôi giải rác, chúng tôi gửi lên tổng hợp và rồi báo cáo Sở Xây dựng theo đúng theo cái quy định. Tổng hợp từ đầu năm đến nay là chúng tôi có khoảng độ hơn 100 cái kiến nghị của các bên thuê. Tuy nhiên đến thời điểm này thì chưa có một trường hợp nào được triển khai sửa chữa theo cái kiến nghị của các bên thuê. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đang quản lý cho thuê hơn 8.700 nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Đa phần, quỹ nhà này được xây dựng từ trước khi tiếp quản thành phố. Thậm chí, nhiều nhà xây dựng từ những năm 1930. Tuổi thọ công trình gần 100 năm nên hầu hết đã xuống cấp nguy hiểm. Việc sửa chữa, cải tạo nhà ở là nguyện vọng chính đáng của người dân sống trong nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, các cơ quan quản lý cần sớm triển khai sửa chữa và có biện pháp bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay. Vâng, chỉ đi những cái khu mà...
78 năm trôi qua, ngôi đình cổ ở thôn Câu Trung, địa danh gắn liền với những dấu ấn lịch sử cách mạng của xã Quang Hưng, huyện An Lão đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề, phải xây dựng lại. Tuy nhiên, về đây trong những ngày tháng 8 lịch sử, những ký ức về đội Việt Minh thôn Câu Trung khởi nghĩa giành chính quyền vẫn gần như còn nguyên vẹn trong tâm trí mỗi người dân. Xã Quang Hưng ngày nay, trước cách mạng tháng 8 thuộc Tổng Câu Thượng, huyện An Lão, tỉnh Kiến An, là một vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Giữa năm 1944, nhóm Việt Minh đầu tiên của thôn Câu Trung được thành lập gồm 3 đồng chí là Ngô Xuân Lự, Quốc Hiệu và Phan Hiền. Sau hơn nửa năm hoạt động, nhóm gây dựng và phát triển cơ sở cách mạng rộng khắp ở các thôn, xã lân cận, thành lập được đội tự vệ Câu Trung gồm 12 đồng chí. Đình Câu Trung trở thành căn cứ chỉ đạo của Việt Minh huyện An Lão. Tại đây, thường xuyên diễn ra các lớp huấn luyện chính trị, quân sự, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, là địa điểm liên lạc giữa ban lãnh đạo Việt Minh huyện với các cơ sở cách mạng của các xã. Tối 17 tháng 8 năm 1945, xuất phát từ đình Câu Trung, lực lượng vũ trang cách mạng đã nổi dậy giành chính quyền tại huyện An Lão. Tiếp đó, vượt sông sang huyện Lỵ An Dương, tước vũ khí địch, chiếm xả lan chở dầu tại bến đò Cần Trục. Và ngày 21 tháng 8 năm 1945, tiến về tỉnh Lỵ Kiến An, chiếm dinh tỉnh trường, tịch thu vũ khí của lực lượng bảo an binh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 ở Hải Phòng và Kiến An. Thể nói là cái đình Câu Trung này gắn với lại cái căn cứ cách mạng Câu Trung thời kỳ tiền khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa đã đóng góp một vai trò quan trọng, là một trong 3 trung tâm khởi nghĩa của Hải Phòng Kiến An và góp một cái phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa năm 1945 ở Hải Phòng Kiến An. Với những chứng tích và đóng góp to lớn cho lịch sử cách mạng Việt Nam, ngày 28 tháng 1 năm 2005, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định công nhận đình Câu Trung là di tích lịch sử kháng chiến. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của xã, ngày 12 tháng 3 năm 1948, 12 tháng 3 năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Hưng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là giá trị lịch sử đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi và nước mắt, công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ người dân xã Quang Hưng, góp phần tô thắm thêm truyền thống đấu tranh bất khuất, anh hùng của dân tộc. Bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào khi nơi đây là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Và để hun đúc thêm cái tinh thần yêu nước và tinh thần xây dựng quê hương đất nước cho các con, thì ban giám hiệu nhà trường đã có rất nhiều các hoạt động cũng như là phong trào phối hợp trong nhiều dịp đưa các con đến di tích lịch sử đền Câu Trung. Qua đó thì giáo dục về lòng yêu nước, hướng cho các con có cái sự phấn đấu hơn nữa trong học tập để mai này sẽ xây dựng quê hương đất nước. Với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, xã Quang Hưng ngày nay đang tiếp tục phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, cố gắng để xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các thế hệ bậc cha ông đi trước. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm ngày quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá cản thắng lợi, ngày 28 tháng 8 năm 1953, 28 tháng 8 năm 2023 và 67 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, ngày 1 tháng 9 năm 1956, 1 tháng 9 năm 2023, bộ phim tài liệu Tiên Lãng Miền Đất Sáng do THP sản xuất chính thức ra mắt công chúng. Bộ phim là những góc nhìn đặc sắc về lịch sử hình thành, thành tựu kinh tế, xã hội, những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ và đặc biệt là truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường, trong đó có trận Tiên Lãng phá cản đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc. Phóng sự sau sẽ mang tới những góc nhìn về quá trình sản xuất công phu tâm huyết của ekip thực hiện bộ phim. Ngay từ khâu khảo sát, xây dựng kịch bản, đạo diễn, biên kịch đã dày công tìm hiểu hàng ngàn trang tài liệu lịch sử về Tiên Lãng xưa, đối chiếu với các văn bia cổ và dấu tích ngày nay. Khi mà thực hiện bộ phim tài liệu Tiên Lãng Miền Đất Sáng thì chúng tôi đã phải nghiên cứu hàng ngàn trang tài liệu khác nhau, bao gồm cả những thư tịch cổ cho đến là những quyển sách
Huế viết trong thời gian gần đây, chúng tôi cũng phải gặp gỡ những chuyên gia, những nhà sử học hàng đầu của Việt Nam, nghe những câu chuyện của các cụ cao niên mà để có thể viết được thành kịch bản hay là để dựng thành một bộ phim tài liệu thì đều cần phải có sự kiểm định và tra xét nó rất là công phu, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, mất rất nhiều thời gian. Tiên Lãng là một cái vùng đất cổ lâu đời, giàu tiềm năng về lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên là trong những thời gian vừa qua thì những giá trị ấy cũng chưa được quảng bá, truyền tải đến các cái địa phương trong cả nước cũng như là quốc tế. Và chúng tôi hy vọng rằng các cái thước phim của chúng tôi với song ngữ thì sẽ truyền tải và sẽ quảng bá được hình ảnh của mảnh đất Tiên Lãng cũng như của Hải Phòng đến với các mọi miền của Tổ quốc cũng như... Lễ ra mắt phim tài liệu Tiên Lãng miền đất sáng sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng mai 18 tháng 8 và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Số lượng học sinh tăng liên tục trong những năm gần đây khiến cho các trường trung học phổ thông của huyện An Dương đang thiếu phòng học trầm trọng. Riêng trong năm học 2023-2024, cấp trung học phổ thông đã tăng tới 630 học sinh trên 14 lớp. Trong đó, trường trung học phổ thông An Dương tăng 7 lớp, trung học phổ thông Nguyễn Trãi tăng 6 lớp. Huyện An Dương vẫn đang dẫn đầu thành phố về tốc độ tăng quy mô số lớp và số học sinh. Trong khi, cơ sở vật chất do các trường trung học phổ thông công lập của huyện không được đầu tư, đang khiến cho các nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Với số lượng học sinh tăng là hơn 300 trong năm học này, buộc nhà trường đã phải cải tạo những nơi như thế này trở thành phòng học cho học sinh. Đây là thực trạng đang diễn ra tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Với số học sinh tăng 7 lớp so với năm học trước, biện pháp khẩn cấp được trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi thực hiện để có đủ chỗ học cho học sinh khi nhà trường thiếu tới 18 phòng học. Khu vực này vốn là nhà để xe, nay phải di chuyển để lắp ghép thành 4 phòng học tạm cho học sinh. Nhà thể thao đa năng cũng được tận dụng để lắp ghép thành các phòng học tạm cho học sinh. Năm học này, trường có 55 lớp, khoảng 2.500 học sinh. Nhà trường đã phải huy động hết các phòng chức năng, phòng học làm lớp học nhưng vẫn không đủ. Nếu không được đầu tư cơ sở vật chất kịp thời, nhà trường lo lắng không biết xoay sở ra sao với điều kiện cơ sở vật chất hiện nay. Cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng học, khu vực để xe và các cái phòng chức năng của nhà trường là gặp rất nhiều khó khăn. Trường bố trí là buổi sáng học 28 lớp, buổi chiều học 27 lớp. Vậy là các cái phòng mà dành cho các hoạt động bồi dưỡng như bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém, tổ chức các cái câu lạc bộ là rất khó khăn. Dự kiến trong năm học 2024-2025 tăng từ 5 đến 6 lớp nữa thì cái việc đáp ứng sẽ rất là khó khăn. Vậy đề nghị các cái cơ quan chức năng là xem xét và có thể bố trí cho nhà trường một cái khu phòng học 18 phòng thì mới đáp ứng được. Cũng như trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, trường trung học phổ thông An Dương năm nay cũng tăng 7 lớp so với năm học trước. Hiện trường đang thiếu 16 phòng học. Các phòng thực hành thí nghiệm đã phải dồn sang một khu vực để nhường chỗ cho các phòng học. Cơ sở vật chất mà chưa đáp ứng ngay thì cái việc bố trí, cái việc học tập của cháu là rất khó khăn, đặc biệt là về cái việc là bổ sung cái kiến thức cho học sinh và đặc biệt là các cái hoạt động theo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì chúng tôi cũng được biết đã có cái dự án để xây thêm một dãy nhà 4 tầng 16 phòng cho trường trung học phổ thông An Dương. Thì trường trung học phổ thông An Dương cũng mong muốn là cái dự án là sớm đi vào thực hiện. Theo báo cáo của Ủy ban dân huyện An Dương, trung bình mỗi năm dân số của huyện tăng khoảng 3.000 người. Trên địa bàn huyện có hai trường trung học phổ thông công lập là trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi và trung học phổ thông An Dương có tốc độ tăng số lớp, số học sinh nhanh. Dự kiến năm học 2024-2025, quy mô trường trung học phổ thông An Dương là 60 lớp và 3.000 học sinh, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi là 60 lớp và 2.700 học sinh. Hiện nay trường trung học phổ thông An Dương thiếu 16 phòng học và chưa có phòng chức năng bộ môn, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi thiếu 18 phòng học bộ môn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của các nhà trường. Với số lượng học sinh tăng đột biến trong những năm gần đây, cơ sở vật chất không theo kịp với sự phát triển của ngành giáo dục, dẫn đến các trường phải bố trí các phòng học tạm. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác dạy và học của nhà trường.
đồng nghĩa với đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của huyện An Dương trong thời gian tới. Nối tiếp thành công của đề án sân khấu truyền hình số tháng 8 với chủ đề Giai điệu miền cửa biển sẽ mang đến cho quý vị khán giả những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề về thành phố và con người Hải Phòng. Những ngày này, tập thể nghệ sĩ, ca sĩ, đoàn ca múa, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đang tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đêm cùng diễn. Sân khấu truyền hình số tháng 8 có chủ đề Giai điệu miền cửa biển, bao gồm những ca khúc sáng tác về thành phố Hải Phòng, được phối khí theo phong cách trẻ trung hiện đại, nhằm mang đến cho khán giả cảm nhận về một thành phố năng động, đầy sức sống, sẵn sàng chinh phục những thử thách để vươn tới đỉnh cao. Thử tưởng tượng một cái khối lượng công việc nó lớn như thế, chúng tôi đã phải làm ngày làm đêm và rất chi là cố gắng. Nhưng mà với cái cường độ làm việc như tôi nhận thấy ấy, thì tôi tin là nó sẽ thành công. Chúng tôi đang muốn cố gắng làm mới những cái đã cũ mà truyền tải tới cho khán giả những gì đó tinh hoa nhất, mà trong đó sẽ có những hình ảnh của họ, bởi vì là những cái ca khúc này đã gắn liền với rất nhiều các thế hệ người dân Hải Phòng. Trong chương trình còn có những tiết mục múa truyền thống và hiện đại làm nổi bật chủ đề của chương trình, tạo ra không gian nghệ thuật đa dạng và nhiều màu sắc. Chúng tôi cùng toàn thể ekip của nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ và diễn viên đã cùng phải cố gắng tập sáng chiều tối, có những khi diễn viên phải tập đến đêm mới về, nên cũng để phục vụ cho được chương trình nó hiệu quả tốt nhất. Chương trình sân khấu truyền hình số tháng 8, Giai điệu miền cửa biển sẽ được công diễn tại nhà hát thành phố và truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của THT, app THT On vào lúc 20h30 phút tối Chủ nhật ngày 20 tháng 8 tới. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía bắc thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía nam thành phố, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, 3. Nhiệt độ từ 29 đến 33 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 3, 4. Nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, 4.